Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 7 tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông tin về sự kiện vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 tại Thanh Hóa. Là hoạt động nghiệp vụ của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề Phát thanh Việt Nam đa dạng trong chuyển đổi số. Liên hoan có sự tham gia của 81 đơn vị với 380 tác phẩm thuộc 6 thể loại: phóng sự, chương trình chuyên đề, phỏng vấn, chương trình phát thanh tiếng dân tộc, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh trực tiếp và 5 hạng mục giải thưởng: ứng dụng nền tảng số, podcast, kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giọng vàng, người dẫn chương trình xuất sắc. Sau vòng sơ khảo được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, đã có 228 tác phẩm của 81 đơn vị được lọt vào vòng chung khảo. Lễ khai mạc vòng chung khảo được tổ chức vào 20 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2024, bế mạc tổ chức vào 20 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại nhà hát Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VOVTV, TTV, phát thanh trực tiếp trên VOV1, VOV2, VOV3, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News, ứng dụng VOV Live, VOV Media và các nền tảng số khác của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tiếp sóng trên đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, văn hóa, thể thao, tạo diễn đàn cho những người làm phát thanh Việt Nam giao lưu gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm như hội thảo quốc tế chuyển đổi số phát thanh, thực tiễn quốc tế và Việt Nam, chương trình giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 9 năm 2024 và giải chạy vì làn sóng khỏe.